Mọi chuyện xảy ra vào năm 1708, ngày mùng 8 tháng 6, thuyền buồm Tây Ban Nha San Jose đang trên đường từ vùng biển Caribe trở về Tây Ban Nha. Tổng cộng có 17 tàu. Thuyền trưởng của tàu San Jose biết rằng họ đang gặp một số rắc rối vì các tàu của anh đang ẩn nấp xung quanh khu vực đó. Ông biết rằng họ sẽ tìm cách cướp kho báu trên tàu. Kho báu từ tân thế giới có giá trị khổng lồ đến mức nó có thể đảo lộn tiến trình của các sự kiện lịch sử ở châu Âu. Để được an toàn, thuyền buồm Tây Ban Nha phải đến Cartagena de Indias, khu vực Colombia ngày nay. Nhưng đáng buồn thay, số phận của San Jose đã được định sẵn từ trước. Bốn con tàu của anh xuất hiện, chiếc thuyền buồm không thể thoát ra an toàn, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại và chiến đấu. Sau đó, tất cả sự hỗn loạn bắt đầu, những lá cờ đỏ cho thấy trận chiến bắt đầu, tiếng súng nổ, mùi thuốc súng. Không ai biết chính xác mọi thứ kết thúc như thế nào. Khi hoàng hôn buông xuống, thật khó để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Điều duy nhất còn lại trong lịch sử là chiếc xoáy hạm San Jose bị chìm và rồi tất cả đều chìm trong im lặng. Không có gì ngạc nhiên khi San Jose với tư cách là xoáy hạm, là chiếc thuyền buồm quan trọng nhất về mặt chiến lược. Con tàu sẽ mang theo một lượng lớn kim loại quý như vàng và bạc, ngọc trai và đá quý như ngọc lục bảo. Tất cả những thứ đó bị chôn vùi dưới đáy đại dương trong 3 thế kỷ tiếp theo. Nhưng vì sao kho báu bị mất này lại mang tính huyền thoại đến vậy? Đầu tiên, giá trị mặt tài chính mà các nhà khoa học ước tính về kho báu thực sự gây sốc cho mọi người. Con tàu được cho là chở từ 7 triệu đến 12 triệu peso. Hãy quy đổi nó ra giá trị ngày nay. Đúng thế, đó có thể không phải là khối tài sản mà Elon Musk có, nhưng nó vào khoảng 10 tỷ đô la. Với số tiền đó, bạn có thể tự thưởng cho mình một vài chiếc máy bay phản lực tư nhân, cả một bãi đỗ xe Lamborghini và một biệt thự sang trọng. Và bạn vẫn còn rất nhiều tiền. Bạn có thể nghĩ rằng tất cả chắc hẳn đã bị rỉ sét, giống như những mảnh vụn được tìm thấy trên tàu Titanic. Nhưng khi nói đến vàng, mọi thứ lại khác. Tàu Titanic không chở vàng, hoặc ít nhất là không nhiều. Những đồ trang sức trên tàu Titanic đều là đồ dùng cá nhân. Và điều thú vị về vàng là nó không bao giờ phản ứng với oxy. Điều đó có nghĩa là vàng thật sẽ không bị rỉ hay xỉn màu. Vì vậy, nếu chiếc vòng cổ bằng vàng của bạn sẫm màu hơn một chút thì đó là dấu hiệu cho thấy đó không phải là vàng nguyên chất mà là một hợp kim. Mặt khác, điều này cũng rất tuyệt vì bạn có thể dễ dàng làm sạch nó. Quay trở lại kho báu bị mất của San Jose. Những đồng tiền vàng ở đó, thậm chí hơn 300 năm sau, được cho là trông giống hệt như khi chúng vừa được đúc. Bây giờ, quay trở lại nơi mà con tàu được cho là đã chìm. Bạn có nhớ tôi đã nói rằng thuyền trưởng muốn đến bờ biển Colombia ngày nay? Chà, vào ngày mùng 4 tháng 12 năm 2015, con tàu đã thực sự được tìm thấy ở vùng biển Colombia. Cũng như nhiều điều quan trọng khác hiện nay, thế giới biết đến tin tức này từ một dòng tweet, đó là dòng tweet của Tổng thống Colombia, khi đó là Juan Manuel Santos. Mọi người đã tìm kiếm San Jose trong nhiều thập kỷ, và sau khi nó được tìm thấy, nó chỉ trở nên nổi tiếng hơn và thậm chí nhiều tin đồn về nó bắt đầu xuất hiện. Một trong những huyền thoại đã được kể bởi chính cựu Tổng thống Santos. Sau khi xác tàu được tìm thấy, có một cuộc phỏng vấn ngắn trên đài phát thanh. Vấn đề là khám phá này đến khá bất ngờ. Những người đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm xác con tàu bị đắm và nhiều người trong số họ thậm chí đã từ bỏ hy vọng tìm thấy nó. Juan Manuel Santos đã kể câu chuyện về việc xác tàu đã được phát hiện ra như thế nào. Có một sự kiện chính thức được tổ chức bên ngoài Colombia và tại đó có một người đàn ông đến bắt chuyện với ông. Ông ta trông giống nhà văn nổi tiếng Hemingway với bộ râu trắng và tóc bạc. Điều duy nhất mà người này muốn là 2 phút trò chuyện với Santos. Tổng thống đã nhượng bộ và lắng nghe người đàn ông đó. Những gì xảy ra tiếp theo là không thể tin được. Người đàn ông lấy ra một tấm bản đồ cổ, chính xác hơn là một bản sao được đóng khung cẩn thận và nói với Tổng thống rằng không ai khác biết về nó. Người đàn ông chỉ vào một điểm chính xác. Ông ấy nói rằng đó là vị trí chính xác của kho báu và nơi đó không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ nào khác. Ông ấy chắc nịch rằng mình biết kho báu ở đâu. Câu chuyện nghe có vẻ điên rồ và vô lý. Bất kể người đàn ông đó là ai, cuối cùng thì ông ấy cũng đúng. Danh tính của ông ấy vẫn là một bí ẩn đối với mọi người. Nhưng bằng cách nào đó, người đàn ông đó đã tìm được nguồn tài trợ, xác định khu vực cần kiểm tra và thậm chí còn tìm đường đến gặp Tổng thống. Phải rồi, San Jose chất đầy vàng và ai tìm thấy nó sẽ giàu có đến suốt đời. Nhưng hãy đối mặt với thực tế. Không một đời nào một người bình thường có thể khám phá ra một kho báu như vậy vì nó đòi hỏi quá nhiều công sức và kinh phí. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thích săn tìm kho báu và bạn muốn lên đường đi tìm một chiếc rương kho báu nào đó? Chà, tôi đoán tôi có một câu chuyện về những người bình thường
luôn tìm kiếm và thậm chí cuối cùng đã tìm thấy kho báu thực sự. Hãy cùng gặp gỡ Forrest Fenn, một triệu phú lập dị giấu kho báu trị giá từ 1 đến 5 triệu đô la. Giá trị chính xác không được xác định, bạn thấy đấy. Ngay cả chính ông Fenn cũng nói rằng ông ấy chưa bao giờ cố gắng định giá nó. Bên trong chiếc giường có 265 con đại bàng vàng và đại bàng đôi của Mỹ, tiền cổ, quặng vàng và vô số thứ khác. Forrest đã giấu chiếc giường ở dãy núi Rocky và công bố cuộc truy tìm kho báu vào năm 2010. Bây giờ, hãy tập trung vào bản đồ một chút và xem dãy núi Rocky rộng lớn như thế nào. Về cơ bản, những người săn tìm kho báu sẽ lùng sục cả hai quốc gia, Hoa Kỳ lẫn Canada. Lúc đầu, đó là một cuộc truy tìm kho báu nhỏ, chỉ có một vài người biết về nó. Nhưng một thời gian sau, sự cạnh tranh ngày càng tăng lên khi hàng chục nghìn người lên đường đi tìm kho báu. Có nghiên cứu nói rằng, trong thập kỷ qua, khoảng 350.000 người đã thử vận may để tìm kiếm chiếc giường bí ẩn. Để thông báo về cuộc truy tìm, Forrest Fenn đã sử dụng một bài thơ gồm 24 dòng. Bài thơ có một số gợi ý mà hầu hết những người săn tìm kho báu đều không giải mã được. Nó được giấu kỹ đến nỗi phải mất 10 năm người ta mới phát hiện ra nó. Ngoài ra, còn có một blog tên gọi Thrill of the Chase. Và vào ngày 6 tháng 6 năm 2020, ông Fenn cuối cùng đã đăng tin tức được chờ đợi từ lâu. Kho báu đã được tìm thấy. Bản thân Forrest thừa nhận rằng bất kỳ ai đọc kỹ hướng dẫn từ bài thơ đều có thể tìm thấy kho báu. Bài thơ đã tạo ra rất nhiều tiếng vang trên Internet. Có rất nhiều người dùng cố gắng giải mã 9 gợi ý trong bài thơ. Một số người trong số họ thậm chí còn đề xuất các chìa khóa có thể để giải câu đố. Những suy đoán đó có thể đã giúp ích cho người cuối cùng đã tìm thấy kho báu. Lúc đầu, ngay cả bản thân Forrest Fenn cũng không biết ai đã giải được tất cả các mật mã trong bài thơ, xuyên qua khu rừng rậm và lấy được chiếc giường. Người thợ săn may mắn đó muốn được ẩn danh và tất cả những gì chúng ta biết ban đầu là đó là một người đàn ông đến từ miền đông Hoa Kỳ. Người chiến thắng đã gửi một bức ảnh cho Forrest Fenn và thế là cuộc truy tìm kho báu chính thức kết thúc. Tuy nhiên, một thời gian sau, người đó đã lộ diện, đó là Jack Stueff, cựu nhà báo và sinh viên y khoa. Kho báu được giấu dưới tán sao trong rừng ở dãy núi Rocky. Thảm thực vật ở đó tươi tốt nên chiếc giường được giấu sâu bên trong. Chiếc giường chưa bao giờ bị dịch chuyển khỏi nơi cất giấu ban đầu. Vị trí chính xác vẫn chưa được biết. Nhưng chúng ta biết rằng kho báu được giấu ở Wyoming. Jack thừa nhận rằng không phải tất cả những đồ vật quý giá được quảng cáo đều được tìm thấy trong giường. Một con ếch vàng nhỏ trên vòng cổ và một chiếc nhẫn ngọc lục bảo Tây Ban Nha đã bị mất. Forrest thực sự đã tìm thấy con ếch trong bộ sưu tập của mình và đưa nó cho Stueff, nhưng ông ấy không tìm thấy chiếc nhẫn. Cuộc truy tìm kho báu do Forrest Fenn tạo ra có vẻ xa hoa, nhưng ông đã giải thích lý do đằng sau quyết định này. Ông tuyên bố điều duy nhất mà ông có trong đầu là mang đến cho mọi người một chút hy vọng.